Xin chào anh em, hôm nay Cường làm một cái clip để gửi đến anh em một cái thông báo, đó là Cường có nhận chỉnh sửa cây tại vườn của anh em ha. Thì trong cái quá trình chơi thì một số anh em là mình sẽ rất là thích cây cảnh, mình mua rất là nhiều về, nhưng mà trong quá trình mình chơi thì mình sẽ không biết cắt tỉa, chăm sóc và đào tạo cho cái cây. Thì mình chơi một thời gian cái cây nó phát lên rồi mình không biết bấm tỉa như thế nào để cho nó trở về được cái vẻ đẹp lúc ban đầu. Thì Cường có nhận cái dịch vụ đó anh em ha. Anh em không cần phải đem cây tới vườn đâu, mà Cường sẽ đến trực tiếp vườn của anh em, Cường làm luôn. À, nhiều cây cũng được, ít cây cũng được, cây cao tiền, cây thấp tiền, cỡ nào Cường cũng nhận, Cường chỉnh sửa làm cho anh em ha. Và đặc biệt là ưu tiên cho những anh em trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh anh em nha. Cường sẽ đến tận nhà, Cường làm với anh em. Còn về giá cả thì anh em cứ liên hệ với Cường, sau đó là chụp cây, quay cái vườn, mình sẽ thống nhất giá với nhau anh em nha. Cường sẽ cắt tỉa nè, chăm sóc cây anh em một cách tốt nhất đó, và vô dây vô nhôm để tạo tán lại để cho cái cây mình đạt được cái vẻ đẹp nhất anh em ha. Đó, anh em nào có cái cần cái dịch vụ đó thì cứ liên hệ với Cường qua số điện thoại là 0374 113366 hoặc là 0937787700. Số nào cũng có Zalo luôn anh em nha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Cường, Cường sẽ đến nhà tận vườn của anh em để phục vụ cho anh em ha. Và cũng sẵn trong cái clip này, Cường sẽ chia sẻ với anh em một số cái dụng cụ cần thiết nhất và cơ bản nhất trong cái quá trình mình tạo tán cây bonsai ha. Mình không cần phải mua quá nhiều, mà mình chỉ mua những cái thực tế nhất để mình làm hàng ngày anh em nha. Rồi bây giờ thì Cường sẽ mời anh em để Cường chia sẻ với anh em một số cái dụng cụ đó ha. Ok, mời anh em. Xin chào anh em ha. Đây là một số dụng cụ mà anh em cần thiết nhất phải mua để mình làm trong quá trình nuôi trồng và tạo dáng cây bonsai anh em ha. Và cái dụng cụ đầu tiên anh em nên mua đó là một cây cặp xéo ha. Thì nó sẽ rất là nhiều dòng cho anh em lựa chọn nha. Hàng Trung Quốc có, hàng Nhật có ha. Như cây này là cây Canasin thép đen. Thì cây này là Cường đã xài hơn 10 năm rồi anh em nha. Đó, tại cây cặp xéo này rất quan trọng khi mà mình bấm một cái thẹo á, nó tạo thẹo rất là đẹp. Đó, và nó giúp cho cây mau lành thẹo, nó sắc bén không bị dập cái nhánh anh em ha. Rồi, cây dụng cụ thứ hai anh em phải mua nó là một cây cặp tròn xay sai bình thường, sai trung á. Đó. Thì cây này Cường cũng xài khá là lâu năm rồi ha. Cặp tròn nó sẽ tạo một cái thẹo nó hơi lõm vô anh em nha, để sau này nó kéo thẹo rất là đẹp ha. Rồi, tiếp theo là một cây cặp mini. Thì Cường làm chuyên mini và siêu mini, thì Cường sẽ có một cái cây cặp chuyên về mini anh em ha. Rồi, một cây kéo đa năng. Thì cái này vừa rồi Cường có giới thiệu với anh em á. Đó. Cây kéo đa năng. Tiếp theo là một cây kéo tỉa lá à, mini cũng được, hoặc là bự hơn một xíu cũng được, không sao anh em nha. Đó, cây này để mình tỉa những cái nách lá ở bên trong ha. Rồi, tiếp theo là một con dao gọt thẹo. Đây, anh em nên sử dụng ưu tiên cái dao gọt thẹo đúng hàng anh em nha, đúng cái kiểu này ha. Tại vì nếu như anh em xài con dao gọt giấy á, hoặc là anh em xài con dao mổ mà có nhiều lưỡi á, thì nó sẽ rất là nguy hiểm ha. Nhiều khi lỡ tay một cái là nó đứt tay mình rất là sâu nha anh em. Thì cái này là hàng chuyên dụng ha, gọt ghép gì cũng được nha anh em. Đó, Cường để vào đây ha. Và đây Cường có chế một cái con dao gọt thẹo này để cho mình xài cho mini nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo là cây kìm đa năng. Cây kìm này anh em bấm nhôm, bấm kẽm, tháo nhôm cũng được ha. Mình quấn vô cái cây xong rồi nó siết, cái nào mình bấm cái đầu nhôm này mình bấm cũng được ha. Và cây này rất là đa năng anh em nha. Anh em nên mua cái cây này nè, nếu như chưa đủ điều kiện mua cặp xéo với cặp tròn thì anh em nên mua cây kìm đa năng này à, nó có mấy trăm ngàn thôi mà nó rất là nhiều công dụng ha. Đó. Rồi, tiếp theo là một cây cắt cành. Thì cây này thì nó cũng sử dụng cũng khá nhiều để anh em cắt những cái cành lớn ha. Đó, Cường thì đang xài cây của Đài Loan thôi, anh em có điều kiện thì xài cây của Nhật ha. Đó. Thì những cái dụng cụ này là những cái cần thiết nhất mà anh em cần phải có ha. À quên, kèm theo một chai keo liền xẹo của Nhật nữa anh em nha. Đó, keo liền sẹo của Nhật thì nó sẽ giúp cho cái sẹo của cây không bị lòi ha. Đó. Rồi, thì những cái này là những cái anh em cần thiết phải mua nhất để cho mình gọi là tạo tác cây bonsai cho nó chuẩn nhất anh em nha. Anh em không cần phải mua gì nhiều. À, và nếu như được anh em mua thêm một cây nhíp nữa thôi. Một cây nhíp để mình lải lá ở bên trong cái những cái nách sâu, hoặc là mình bắt sâu cũng được ha. Đó. Thì tất cả những dụng cụ này anh em muốn mua, anh em có thể liên hệ với Cường. Cường sẽ giới thiệu qua đơn vị là anh Huân Đen ha. Thì anh Huân Đen là nhà cung cấp tất cả các dụng cụ này anh em nha. Và đặc biệt
khi anh em được sự giới thiệu của Cường, anh em sẽ có nhiều cái ưu đãi hơn khi anh em mua dụng cụ bên anh Huân Đen ha. Đó, thì anh em nào muốn có những cái dụng cụ này thì anh em có thể liên hệ với Cường ha. 0374 113366, 093 778 7700, số nào cũng có Zalo hết anh em nha. Cường sẽ giới thiệu anh em qua bên anh Huân Đen để mình có thể mua được những cái dụng cụ này với cái nhiều ưu đãi nhất anh em nha. Rồi, Cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.